đại diện hai đội KB90 và Team Bình Dương Thủ Đức đến bàn ban trọng tài. Xin nhắc lại, xin mời đại diện hai đội KB90 và Team Bình Dương Thủ Đức đến bàn ban trọng tài. Chị chú ghê vậy con. Sao trước chào anh mà giờ chào chú.